Chúng tôi xin được kết nối với thính giả tiếp theo. Alo. Hello, chào Trung Thanh, chào diễn giả. Chào Dạ, em. chào anh ạ. Tôi tên Tài ở Cần Thơ. Dạ, anh Thì Tài cũng đã đi có hỏi. làm nước ngoài, cũng 7-8 năm nay cũng có sớm được con mới. Thì có con, coi như nó học ở thành phố, nó sắp ra trường rồi, nó có bạn gái đã kêu nó về làm ruộng, tao chịu. Nên bây giờ nó xin khoảng chừng 1,3 tới 1,5 tỷ, coi như nó coi chỗ chung cư nào là nó mua một một cái để nó ở chỗ nó lập nghiệp. Dạ. Mà có một đứa một thì bây giờ nó muốn lập nghiệp ở thành phố cho nó khỏe thì thôi, giờ biết làm sao giờ. Dạ. Rồi nhà về chuyên gia tư vấn giùm coi như Chúc là mừng chỗ anh, nào dạ. Chúc mừng mà anh đã mua được căn nhà cho chàng trai quý. dạ Và chưa mua được, đang nếu tìm mà mà. lộ số điện thoại của chàng trai này ra là rất nhiều cô gái sẽ liên lạc đấy, bởi vì là Có bạn gái rồi ạ. có một căn nhà ở thành phố là hiếm Có lắm. bạn gái rồi, coi như là Dạ. mình muốn là khi nó cưới rồi nó ở lập nghiệp ở trên thành phố đó. Dạ. Như vậy là xin lỗi phải hỏi thêm một câu nữa là con của anh đã đi làm chưa, và nếu làm là đang làm ở quận mấy ạ? À, chưa chưa nó còn 5 đứa nó mới ra trường. Học ở trường gì ạ? À, dự dự kiến em nó đã dự kiến là làm việc ở quận mấy chưa? Bởi vì cái nhà của chúng ta mua nó luôn luôn phải gần cái nơi làm việc thì nó mới sung Nó sướng chắc anh là ạ. mua chỗ khu vực nào nó giá thấp thấp dùng mà gian gian cũng được, chứ Chúc cũng mừng không đó. cần Cậu vô cậu con trong trai của trung anh tâm là học chuyên không ngành có gì ạ? nói Học chuyên ngành gì hả. ạ? Cậu ấy học học về chuyên môn gì anh biết không? Nó học về kinh tế, Học về kinh tế thì thường là làm ở làm ở trung các tâm quận, anh ạ. làm ở các quận tương đối trung tâm một tí. Như vậy thì là mua cái nhà 1,5 tỷ là đủ sức anh ạ. Thì theo em khuyên thì bởi vì nhà chúng ta ở Cần Thơ, có nghĩa rằng là về phía miền Tây thì chúng ta sẽ mua nhà ở hướng về phía Tây của thành phố, để mỗi lần anh lên thăm cháu hay là cháu về quê nó không bị phải đi xuyên qua thành phố. Như vậy là chúng ta sẽ mua ở khu vực quận huyện Bình Chánh hoặc là quận Bình Tân anh ạ. Thì hai cái vùng đấy thì đi về Cần Thơ rất là gần, mà giá lại với 1,5 tỷ là có thể mua được một căn chung.